MI24 xe tăng bay quái vật bất khả chiến bại trên chiến trường. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiểu rõ trong 5 phút. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một cỗ máy chiến tranh đã tạo nên dấu ấn huyền thoại trên các chiến trường suốt hơn nửa thế kỷ, MI24 hay còn được biết đến với cái tên xe tăng bay. Đây không chỉ là một trực thăng tấn công với sức mạnh tàn phá mà còn là biểu tượng quân sự của Liên Xô, được mệnh danh là cỗ quái vật không thể đánh bại Tại sao MI24 lại được xem là một trong những trực thăng chiến đấu đáng gờm nhất lịch sử nhân loại? Hãy cùng tôi đi sâu vào câu chuyện đầy ly kỳ và hấp dẫn của cỗ máy chiến đấu này. Bối cảnh ra đời của MI24 huyền thoại từ nhu cầu thực chiến. Trong suốt thế kỷ 20, trực thăng dần trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc xung đột quân sự, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và hỗ trợ mặt đất. Tuy nhiên, trước khi MI24 xuất hiện, trực thăng hầu hết chỉ được sử dụng cho nhiệm vụ vận tải, với khả năng chiến đấu rất hạn chế, sự thiếu hụt này dần lộ rõ trong các cuộc chiến tranh hiện đại, nơi mà nhu cầu về hỏa lực mạnh mẽ và khả năng linh hoạt trở thành yếu tố then chốt. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn quan điểm này. Trong bối cảnh xung đột ác liệt tại Việt Nam, Mỹ đã phát triển trực thăng tấn công đầu tiên của mình, AH-1 Cobra, với mục tiêu hỗ trợ hỏa lực mặt đất. Đây là một bước tiến lớn trong chiến lược quân sự hiện đại, khi AH-1 mang lại sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng tấn công chính xác và sự bảo vệ cho các lực lượng trên bộ dù không thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường việt nam nhưng sự ra đời của cobra đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng mở ra một chương mới cho trực thăng chiến đấu liên xô với sức mạnh quân sự luôn cạnh tranh khốc liệt với mỹ nhanh chóng nhận ra tiềm năng to lớn của loại vũ khí này những nghiên cứu thực địa tại chiến trường việt nam đã cho thấy rằng một trực thăng không chỉ cần có khả năng tấn công mạnh mẽ mà còn phải đáp ứng nhu cầu vận tải binh sĩ và bảo vệ lực lượng trong các cuộc tấn công chấp nhoáng dưới sức ép từ thực tế chiến trường quân đội Liên Xô đã khởi động dự án phát triển trực thăng đa nhiệm MI-24 vào năm 1968 với mật danh Zelo-24. Không giống như các dòng trực thăng trước đó, MI-24 được thiết kế như một xe tăng bay thực sự, vừa mang tính năng vận tải binh sĩ, vừa sở hữu hoàn lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, MI-24 đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh không quân của Liên Xô và là một trong những vũ khí đáng gờm nhất mà họ từng sở hữu. MI-24 không chỉ mang lại sự linh hoạt trên chiến trường mà còn tạo ra sự kinh hoàng cho đối phương, biến nó thành huyền thoại sống trong các cuộc xung đột toàn cầu. Mi-24 thiết kế đột phá và khả năng chiến đấu vượt trội. Mi-24 là minh chứng hoàn hảo cho sự sáng tạo trong thiết kế quân sự khi kết hợp giữa khả năng tấn công mạnh mẽ và tính năng vận tải, một điều mà ít loại trực thăng chiến đấu nào có thể sánh kịp. Được mệnh danh là xe tăng bay, Mi-24 không chỉ đơn thuần là một trực thăng tấn công mà còn mang trong mình sức mạnh như một cỗ xe tăng thực thụ. Với khả năng phòng vệ và hỏa lực khủng khiếp, về thiết kế, mi 24 được bọc giáp bảo vệ gần như toàn bộ thân máy bay với lớp và bọc thép chắc chắn giúp nó chống lại hầu hết các loại đạn cỡ nhỏ. Đặc biệt, cánh quạt của mi 24 được làm từ titan, tăng khả năng chống chịu trước va chạm và hỏa lực của đối phương, đồng thời giảm nguy cơ bị tổn thương khi hoạt động trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt. Buồng lái của trực thăng cũng được thiết kế đặc biệt với hệ thống tăng áp bảo vệ phi công trước các tác động của môi trường độc hại ô nhiễm hoặc thậm chí là trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hóa học và hạt nhân. Điều này không chỉ giúp tăng cường khả năng sống sót cho phi công mà còn bảo vệ trực thăng trước các mối đe dọa không thể đoán trước. Một trong những điểm đặc biệt tạo nên sức mạnh của MI-24 chính là khả năng chịu đựng các loại vũ khí tấn công từ đối phương. Trên thực tế, MI-24 được xem như một cỗ máy chiến đấu không thể phá hủy bởi nó có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị tấn công. Điều này đặc biệt quan trọng trong những trận chiến khốc liệt, nơi mà sự bền bỉ và sức chịu đựng của trực thăng có thể quyết định thắng bại. Không chỉ có khả năng tấn công với hoàn lực mạnh mẽ, mươi 24 còn có thể trở theo 8 binh sĩ với đầy đủ trang bị vào sâu trong chiến trường. Khả năng vận tải này giúp mươi 24 trở nên cực kỳ linh hoạt khi nó vừa có thể tung ra các đòn tấn công dữ dội vào đối phương, vừa hỗ trợ hỏa lực cho đồng đội trên mặt đất. Điều này tạo ra một lợi thế chiến thuật lớn khi mươi 24 có thể đảm nhận cả hai vai trò quan trọng là tấn công và bảo vệ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tấn công và vận tải đã giúp Mi-24 không chỉ là một vũ khí tấn công uy lực mà còn là phương tiện bảo vệ an toàn cho binh lính. Với thiết kế độc đáo và khả năng chiến đấu vượt trội, Mi-24 đã thực sự trở thành một trong những huyền thoại sống của lịch sử chiến tranh, góp phần quan trọng vào các chiến thắng trên khắp thế giới. Trận chiến khốc liệt tại Afghanistan, huyền thoại của Mi-24. Khi nhắc tới Mi-24, không thể không nhớ đến cuộc chiến tàn khốc tại Afghanistan trong thập niên 1980 nơi mà trực thăng này đã khắc sâu dấu ấn của mình vào lịch sử quân sự thế giới. Afghanistan, với địa hình hiểm trở và những trận chiến ác liệt, trở thành sân khấu thử lửa cho nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong đó, m 24 nổi bật như một biểu tượng của sự kiên cường và sức mạnh quân sự Liên Xô. Trong bối cảnh Liên Xô tham gia cuộc chiến tranh này, m 24 đã trở thành công cụ chiến đấu quan trọng để đối phó với lực lượng du kích Mujahideen. Được Mỹ hậu thuẫn mạnh mẽ, Mujahidin với sự hỗ trợ từ phương Tây, đặc biệt là việc nhận được các hệ thống tên lửa Stinger, đã gây ra vô số khó khăn cho không quân Liên Xô. Tuy nhiên, bất chấp sự xuất hiện của những vũ khí đối kháng mạnh mẽ này, Mi-24 vẫn chứng tỏ được khả năng chiến đấu xuất sắc của mình. Lực lượng Mujahidin thậm chí đã đặt biệt danh cho Mi-24 là cỗ xe tăng của quỷ Satan với sức mạnh tàn phá đáng sợ mà nó mang lại. Mỗi lần trực thăng này xuất hiện trên bầu trời với loạt pháo sáng và tên lửa tấn công chiến binh Mujahideen phải tìm cách ẩn nấp để tránh những trận mưa đạn không thể ngăn cản. Mi 24 không chỉ xuất sắc trong các nhiệm vụ tấn công, mà còn cho thấy sự đa năng của nó khi có khả năng vận chuyển binh sĩ và cứu hộ trong những tình huống khắc nghiệt, đảm bảo an toàn cho cả phi công và binh lính trên mặt đất. Sự kết hợp này làm cho Mi 24 trở thành vũ khí lý tưởng trên chiến trường đầy khốc liệt như Afghanistan. Tuy nhiên, cuộc chiến không phải lúc nào cũng thuận lợi. Với sự xuất hiện của tên lửa Stinger do Mỹ viện trợ, những chiếc Mi-24 đầu tiên đã bị hạ gục, gây tổn thất không nhỏ cho không quân Liên Xô. Trước mối đe dọa ngày càng lớn từ các hệ thống phòng không di động của Mujahideen, phi công Liên Xô buộc phải thay đổi chiến thuật. Thay vì tấn công từ trên cao, Mi-24 bắt đầu bay thấp hơn gần mặt đất, tận dụng địa hình để tránh bị phát hiện và bắn hạ. Chiến thuật này giúp Mi-24 thoát khỏi tầm bắn của tên lửa Stinger, đồng thời gia tăng khả năng sống sót và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tấn công hiệu quả. Những thay đổi trong chiến thuật bay đã giúp MI-24 duy trì được vị thế của mình trên chiến trường Afghanistan. Dù phải đối mặt với các hệ thống tên lửa tối tân, trực thăng MI-24 vẫn chứng minh sự bền bỉ và khả năng thích ứng đáng kinh ngạc. Nhờ sự linh hoạt trong chiến đấu, MI-24 không chỉ duy trì sự hiện diện, mà còn tiếp tục trở thành nỗi kinh hoàng cho các lực lượng Mujahideen, ghi dấu ấn sâu sắc trong những trận chiến khốc liệt tại Afghanistan. MI-24, với danh tiếng là cỗ xe tăng bay, không chỉ là một trực thăng tấn công mà còn là biểu tượng của sức mạnh, sự dẻo dài và khả năng chiến đấu tuyệt vời trong một trong những trận chiến khó khăn nhất mà Liên Xô từng tham gia. Sự hiện diện của MI-24 trên các chiến trường khắp thế giới MI-24 không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc chiến tại Afghanistan, mà còn trở thành một huyền thoại sống trên nhiều chiến trường khắp thế giới, từ những sa mạc khô cằn của Trung Đông, những khu rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt tại Đông Nam Á, cho đến các chiến trường lạnh giá phủ đầy bão tuyết. MI-24 luôn là một trong những vũ khí quan trọng, đảm bảo khả năng chiến đấu và tạo nên sự khác biệt cho các đội quân sử dụng nó. Bất kể địa hình hay điều kiện thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, trực thăng MI-24 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những chiến trường nổi bật mà MI-24 đã góp mặt chính là cuộc chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988, một trong những cuộc xung đột khốc liệt nhất của thế kỷ 20. Trong cuộc chiến này, Mi-24 của Iraq đã tham gia vào các trận không chiến với AH-1 Cobra, trực thăng tấn công nổi tiếng của Iran. Những trận đối đầu giữa hai dòng trực thăng này được ví như cuộc chiến của những con mãnh thú, khi cả hai đều đại diện cho sức mạnh không quân hiện đại của phe đối địch. Tuy nhiên, Mi-24 đã tỏ ra vượt trội khi bắn hạ 10 chiếc AH-1 Cobra của Iran, chứng minh khả năng chiến đấu ưu việt và sự bền bỉ trong những trận chiến quyết liệt trên không. Không chỉ tại Trung Đông, M24 còn được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột khác trên khắp thế giới, đặc biệt là tại châu Phi và Nam Mỹ. Những vùng đất này nổi tiếng với điều kiện chiến đấu khắc nghiệt, nơi mà môi trường thiên nhiên như bão cát, độ ẩm cao hay khí hậu khô nóng đều có thể làm hỏng máy móc và vũ khí quân sự. Tuy nhiên, Mỹ 24 đã chứng minh rằng nó là một cỗ máy chiến đấu không thể phá hủy với khả năng vận hành ổn định ngay cả trong những điều kiện tồi tệ nhất. Điều này đã khiến M24 trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều quốc gia. Có nhu cầu sở hữu một loại trực thăng chiến đấu bền bỉ và đa năng. Chẳng hạn, ở châu Phi, MI-24 đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột nội bộ cũng như các cuộc nổi dậy, từ sa mạc Sahara tới các khu vực rừng rậm Trung Phi, với khả năng vận chuyển binh lính và cung cấp hỏa lực từ trên không. MI-24 không chỉ giúp các lực lượng quân sự địa phương dễ dàng di chuyển mà còn tạo ra sức mạnh hỏa lực vô cùng đáng sợ trên chiến trường. Khả năng chở theo binh lính cùng với hỏa lực mạnh mẽ của MI-24 đã giúp nhiều quốc gia nhanh chóng triển khai lực lượng và đảm bảo sự chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh. Tại Nam Mỹ, MI-24 tiếp tục phát huy sức mạnh của mình trong các cuộc xung đột quân sự. MI-24 đã tham gia vào các chiến dịch chống lại lực lượng nổi dậy, hỗ trợ các chính phủ trong việc dập tắt các cuộc nổi loạn. Trong những môi trường nhiệt đới với độ ẩm cao và địa hình hiểm trở, MI-24 một lần nữa chứng minh rằng nó không chỉ là một trực thăng chiến đấu mạnh mẽ, mà còn là một phương tiện vận tải chiến lược đảm bảo cả hỏa lực và sự linh hoạt cần thiết trong các chiến dịch quân sự. Dù thời gian đã trôi qua và có nhiều thế hệ trực thăng mới ra đời, Mi 24 vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình trên chiến trường toàn cầu. Lý do là sự bền bỉ, khả năng chiến đấu đa dạng và tính đa nhiệm mà không loại trực thăng nào khác có thể sánh kịp. Mi 24 không chỉ là một công cụ chiến đấu mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, thể hiện sức mạnh của các lực lượng quân sự đã và đang sử dụng nó. Chính vì những ưu điểm đó, MI24 vẫn tiếp tục được nâng cấp và duy trì trong kho vũ khí của nhiều quốc gia, tạo nên sự hiện diện mạnh mẽ trên chiến trường toàn thế giới. Vai trò của MI24 trong chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam. MI24 không chỉ để lại dấu ấn trên các chiến trường quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam. Trong bối cảnh quân Khmer Đỏ bắt đầu gia tăng các cuộc tấn công, MI24 đã trở thành vũ khí không thể thiếu của quân đội Việt Nam, góp phần quyết định trong việc bảo vệ biên giới và tiêu diệt lực lượng thù địch. Vào ngày 11 tháng 1 năm 1980, quân chủng phòng không không quân Việt Nam đã thành lập phi đội 304 trực thuộc Trung đoàn Trực thăng 916 với sự trang bị của các máy bay MI-24 do Liên Xô viện trợ. Đây là thời điểm then chốt khi quân Khmer Đỏ đang mở rộng các cuộc tấn công vào Việt Nam, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh biên giới quốc gia. Việc bổ sung các máy bay MI-24 vào lực lượng không quân đã giúp Việt Nam nhanh chóng cải thiện sức mạnh hoàn lực trên chiến trường, cung cấp khả năng hỗ trợ hiệu quả cho các đợt tấn công trên mặt đất. Từ năm 1985, khi quân đội Việt Nam tiến hành những cuộc can quét quy mô lớn nhằm đánh bại hoàn toàn Khmer Đỏ, MI-24 đã trở thành cú đâm thép trên chiến trường. Với khả năng mang theo lượng lớn hoàn lực và tính linh hoạt cao, MI-24 đã giúp quân đội Việt Nam thực hiện các cuộc tấn công chính xác và các căn cứ quân sự của Khmer Đỏ. Những quả rocket của MI-24 đã tiêu diệt hàng loạt cứ điểm và kho tàng của đối phương, phá hủy hạ tầng chiến lược, và làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng Khmer Đỏ. Sự xuất hiện của MI-24 trên bầu trời Tây Nam Việt Nam không chỉ mang lại hiệu quả trên đấu cao, mà còn tạo ra áp lực tâm lý lớn đối với quân Khmer Đỏ. Các đợt tấn công bất ngờ và hoàn lực mạnh mẽ từ MI-24 đã khiến đối phương không thể đáp trả hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giành lại thế chủ động trên chiến trường. MI-24 không chỉ là một cỗ máy chiến đấu đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự hợp tác quân sự sâu sắc giữa Việt Nam và Liên Xô, sự viện trợ kịp thời từ Liên Xô đã giúp Việt Nam duy trì được sức mạnh quân sự, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này phải đối mặt với những khó khăn lớn từ các cuộc xâm lược. MI24 không chỉ góp phần quan trọng trong việc đánh bại Khmer Đỏ, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ quân sự chặt chẽ và hiệu quả giữa hai quốc gia. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã kết thúc với thắng lợi vang dội của Việt Nam và MI24 đã đóng vai trò không nhỏ trong chiến thắng này. Đây là một trong những dấu ấn mạnh mẽ của MI24, khẳng định vị trí của nó trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. MI-24 huyền thoại không thể thay thế. MI-24 không chỉ là một cỗ máy chiến đấu đơn thuần mà còn là biểu tượng sống của sức mạnh quân sự, sự bền bỉ và niềm tự hào của ngành quân sự Liên Xô. Suốt hơn 50 năm, MI-24 đã không ngừng khẳng định mình qua hàng loạt chiến dịch khắp thế giới, từ những khu rừng rậm Đông Nam Á, sa mạc nóng bỏng ở Trung Đông, cho đến những cuộc xung đột căng thẳng tại châu Phi và Mỹ -Là tinh. Trực thăng này đã ghi tên mình vào lịch sử như một trong những dòng trực thăng chiến đấu đa năng hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến. Khả năng đặc biệt của MI-24 không chỉ nằm ở hoàn lực khủng khiếp, mà còn ở khả năng vận tải, cứu hộ và hỗ trợ chiến đấu linh hoạt. Với cấu trúc bọc giáp chắc chắn, MI-24 có thể chịu được những trận đạn pháo ác liệt mà vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Cộng với hỏa lực mạnh mẽ từ tên lửa và pháo, MI-24 thực sự là xe thăng bay trên bầu trời, gieo rắc sự khiếp sợ cho bất kỳ đối thủ nào. Chính sự đa nhiệm và bền bỉ đã khiến MI-24 trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều quốc gia, góp mặt trong vô số cuộc chiến tranh và xung đột trên khắp thế giới. Dù thời gian trôi qua, với sự ra đời của các dòng trực thăng hiện đại hơn như MI-28 hay Ka-52, MI-24 vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn và tầm quan trọng của mình. Không dừng lại ở những thành tựu trong quá khứ, MI-24 tiếp tục được nâng cấp và cải tiến để đáp ứng yêu cầu của các chiến dịch quân sự hiện đại. Những nâng cấp về hệ thống điện tử, vũ khí và khả năng phòng vệ đã giúp MI-24 tiếp tục giữ vững vị trí của mình trên chiến trường ngay cả trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine, Mi-24 vẫn chứng tỏ mình là một cỗ máy chiến đấu hiệu quả, luôn sẵn sàng đối đầu với các thách thức mới. Với hơn nửa thế kỷ phục vụ, Mi-24 không chỉ là một trực thăng chiến đấu mà còn là một biểu tượng vĩ đại của sự kiên cường và sức mạnh quân sự. Không phải ngẫu nhiên mà Mi-24 được mệnh danh là xe tăng bay, một cỗ máy chiến đấu có thể tiêu diệt kẻ thù từ xa và bảo vệ đồng đội trong những tình huống nguy hiểm nhất khả năng sống sót cao và tính linh hoạt khiến MI-24 trở thành nỗi khiếp sợ đối với bất kỳ lực lượng thù địch nào trên chiến trường. Hy vọng rằng qua video này, quý vị và các bạn đã hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng và sức mạnh đáng kinh ngạc của trực thăng MI-24. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để tiếp tục theo dõi những nội dung hấp dẫn khác từ hiểu rõ trong 5 phút.